Hai cả nhà, hôm nay là Hiền muốn quay cho cả nhà xem cây dâu tầm. Nó quá chừng là trái nè, cả nhà nhìn thấy không? Và có rất là nhiều những cái chùm. Ôi, cái chùm này là Hiền mê nhất luôn. Và có trái chín, cho nên Hiền sẽ mời cả nhà thu hoạch chung với Hiền nha cả nhà. Cả nhà nhìn thấy không? Nhìn gì đâu, nhìn như là kiểu nó chen chút vậy đó cả nhà. Đây, mình sẽ hai mấy trái chín nha. Đó. Và ở bên đây nè cả nhà, cái chùm này là Hiền mê nhất luôn. Cả nhà xem nè. Đây nè cả nhà. Đây nè, ủa cái trái này nó to quá chừng nè. Thì những cái trái cây thì để ý thấy á, khi mà nó chín á, thì nó sẽ to hơn ha. Đây, mấy cái trái này khi nó chín nè, cả nhà thấy nó sẽ to hơn nè. Còn mấy cái trái mà chưa chín thì nhìn nó nhỏ hơn. Nó như thế này. Cả nhà ở tiếp theo. Đây nè cả nhà thấy không? Cái này nhìn như là sao ta? Đây nè cả nhà, đó. Rồi. Nhìn như là một cái ổ gì vậy. Bởi vì quá sai trái. Và ở trên đây nè. Em này được trái chín. Ai chưa. Đây ha. Ôi ôi. Hái mà nó còn bị dính lại cái trái nè. Cả nhà. Ồ bên đây nữa nè cả nhà. Hôm nay là dâu tầm nó chín nhiều. Ôi nó mới rớt. Thì sẽ quay lại lụm nó sau. Ở bên đây là nó vẫn còn vài trái chín. Hiện sẽ phải quăng nó xuống một tí nha cả nhà. Có thể hiện sẽ phải dùng cái cây quay quá. Để cả nhà coi được rõ hơn. Đây nè cả nhà ơi, hiện sẽ quăng nó xuống nha. Trái quá trời luôn á mèn ơi. Ôi rớt. Cũng may là Hiền mặc cái áo màu xám nha. Sao Hiền thấy cái cây nhà Hiền nó nhiều trái? Tại vì Hiền thấy có một cây kia mà ở trên đường Hiền thấy á, mà sao trái nó không có nhiều như cây nhà Hiền. Cái này là cái gì vậy trời? Cái lá đó nó bị cái gì á? Cả nhà ơi, mời cả nhà ăn chung với Hiền. Chua chua ngọt ngọt rồi cả nhà. Trái này cũng được. Đây nữa nè. Sao nó chết cái lá nó che lại. Đây. Rồi đó coi có con ong kìa cả nhà. Ôi ơi gốc nữa. Nó quậy trời. Nói cái này. Mình phải đi kiếm mấy trái rớt. Tại vì tươi mà. Ngon mà. Nãy trái này nữa nè. Cái này thì Hiền cũng bón phân cho cái cây này nó thiệt là bình thường thôi cả nhà ơi. Hiền bón cho nó phân bổ. Tại hiện tại là Hiền có phân bổ nha, Hiền nuôi bổ á. Thì nó ông xã thì nói là xài phân bổ được, cho nên Hiền xài phân bổ. Và Hiền có chia sẻ với cả nhà là Hiền thật sự nghĩ là mình có tu tập, mình có làm những việc thiện theo khả năng của mình thì mình được gia hộ. Ý là mình được một cái sự gia hộ vô hình. Nhưng mà có bạn không tin. Thì thật sự là giống như là những vị sư thầy hay giảng á, ai uống nước nóng lạnh tự biết. Ai dù tự là mình sống tốt làm lành theo khả năng mà mình có tu học á, thì có một sự gia hộ. Ngoài ở trên ra nó cũng mọc có những cái nhánh ở dưới như thế này. Và Hiền thích thích nó mọc ở dưới như thế này nè. Cả nhà nhìn nè. Trái không nè. Ôi, rồi ở đây nữa nè cả nhà.
Ủa? Hiền thấy thầy Huyền Diệu, thầy chia sẻ là mình nên làm lành, mình nên làm những việc phước thiện rồi mình nên tu học gấp gáp á. Không biết thời gian không còn nhiều thì không biết có khi nào trái đất mới khi nào trái đất sắp đổ. Đây nha. Ôi trái quá chừng. Tưởng con sâu à. Nhà ai có nuôi bổ thì cả nhà có thể sử dụng phân bổ để bón cây ăn trái ha cả nhà ha. Tại vì bổ nó ăn toàn là lá, mấy cái lá cây rồi trái cây đồ á, nên cái phân của nó sạch mình bón được. Ai chùa trái quá trái luôn. Ngoài chanh đó kìa, ở bên kia nữa kìa, à và ở trên đây nữa. Ủa cái này Hiền chuẩn bị đi rồi, cái Hiền mới phát hiện là có trái chín nè. Đứng đó làm gì vậy, cho bánh rồi bà. Ủa con nó nè, cả nhà nó đung lên nè. Ê cho cho hai trái coi, chọt bây giờ hai trái nè. Một cái góc nhìn rất là tốt để cả nhà xem nè, cái sự sai trái của nó nè. Hiền cũng Hiền cũng hết hồn luôn á. Ủa con này cả nhà không, nhà thấy không, trái xum xuê khắp nơi luôn. Cái này chắc phải kêu là cây dâu tầm triệu trái rồi cả nhà ơi. Ôi trái này nó mập nè cả nhà. Ôi mập ú. Và rất là nhiều ở góc bên này nè. Ơi, coi nè. Nhìn thấy không? Cái này mình phải quằn xuống mình hái rồi. Trái ở trên kìa. Ở đây nè. Ơi, quằn nó xuống. Mẹ ơi, nó cao quá. Ôi trời, rớt cái gì nữa vậy? Rớt trái. Một rổ dâu luôn nè cả nhà ơi. Wow. Xin mời cả nhà cái trái ú nuôi Hiền bụi. Nó chua chua ngọt ngọt cả nhà. Ừ. Hái nãy giờ cũng cực á. Nhưng mà cái thành quả hay cả nhà. Thành quả thì hoàn toàn xứng đáng hay cả nhà. Thôi cả nhà ơi, hôm nay thì Hiền xin kết thúc cái phim thu hoạch nể ở đây. Hẹn gặp lại cả nhà vào phim sau. Hy vọng là cả nhà sẽ thích chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ Hiền. Tạm biệt cả nhà.